Level 14 là một ốc đảo, là một khu rừng từ trong mơ của bạn, lung linh trong màn đêm. Nhắm mắt lại trong giây lát, bạn có thể nghe thấy nó, phải không? Những than nước ổ ầm ầm, thảm cỏ đỏ thẫm, ẩm ướt, bầu trời vô tận đầy sao, ngay cả những thành cây cũng vươn lên như muốn chạm vào nó. Bạn có thể nghe thấy khu rừng thì thầm với bạn, bạn sẽ hạnh phúc ở đây và chắc chắn về điều đó. Rốt cuộc, tất cả những người khác cũng sẽ hạnh phúc như bạn. Và tại sao bạn lại phải cảm thấy thất vọng khi những người khác cảm thấy hạnh phúc? Một bản giao hưởng tràn ngập đôi tai bạn. Bạn không thể nghĩ, nhưng bạn cũng không cần phải nghĩ. Bạn không cảm thấy nhẹ nhõm khi chút bỏ gánh nặng khỏi vai mình sao? Bây giờ, bạn không cảm thấy nhẹ nhàng hơn rất nhiều sao? Bạn gần như có thể trôi đi, và bạn có lẽ sẽ làm được. Nhìn những người khác nằm yên bình trong đất, không còn đau đớn khi họ thiền định, xương của họ lấp lánh dưới ánh trăng, máu của họ đỏ như thảm cỏ. Bạn không muốn giống như họ, bây giờ bạn gần đến mức bạn gần như có thể chạm được vào nó. Xin các bạn hãy bỏ qua tất cả những lời miêu tả ở trên, vì đó là những lời miêu tả của level 14 Paradise, và ta cũng không biết rằng những lời trên có phải là thật hay là không. Xin chào, đây là The Bike Room Việt Nam. Đã có rất nhiều bạn comment cho mình làm về level 14, và tất nhiên mình cũng có một sự chú ý nhất định đến level này bởi sự dị thường của nó. Và sự dị thường của nó đã gây rất nhiều sự khó hiểu cho những người đọc về level 14. Vậy level 14 có gì kỳ lạ, và có những gì đang ẩn đằng sau lớp mặt nạ đẹp đẽ của level 14? Chúng ta cùng tìm hiểu nào. Theo bức ảnh được tìm thấy trên trang wiki, tất cả những gì mình có thể suy đoán được về level này, level 14 có vẻ là một rừng cây thông thường, ngoài việc tông màu chủ đạo của nó là màu đỏ máu từ những thảm cỏ đến những chiếc lá. Do lượng thông tin ít ỏi và gần như tất cả miêu tả của nó đều được thay bằng những lời lẽ hoa mỹ, vậy nên mình chỉ có thể suy đoán như thế thôi. Giờ chúng ta sẽ đến với những điều kỳ lạ của level 14 nào. Thông thường, theo các mục tài liệu về các level, các thực thể và các vật phẩm khác nhau, thì gần như tất cả trong số chúng đều được đánh máy bằng chữ viết thông thường. Thậm chí cả những level kỳ lạ như level fun của Partygoer cũng được đánh máy bằng phông chữ thông thường. Thế nhưng level 14 lại khá kỳ lạ khi được đánh máy bằng chữ in nghiêng. Hẳn phải có một sự sắp đặt nào đó để gây sự chú ý cho level này. Thứ hai, điều kỳ lạ ở đây đó chính là đánh giá cấp độ của level này. Giống như level fun, level được đánh giá với một màu đỏ đậm và tối. Nếu ai đã biết đến The Bike Room, chắc chắn cũng sẽ đoán được đây là màu sắc để đánh giá cấp độ sống sót là 5, cấp độ cao nhất, cấp độ nguy hiểm nhất. Thế nhưng bằng cách nào đó, nó đã được chuyển thành Survival Difficulty Class Paradise Beautiful Serene Perfect, tức là đẹp đẽ, thanh thản và hoàn hảo. Một lần nữa, mình suy đoán rằng đây là cách dụ dỗ những người sống sót đến level này, dù điều này là không quá thuyết phục. Những thông tin trong level này không khác gì một bài văn hoa mỹ miêu tả về một nơi như thiên đường. Tất cả sẽ rất bình thường nếu càng về sau các câu văn không có những câu ẩn ý đáng sợ. Hãy để ý đến những dòng này: Look at the other guests lying peacefully in the soil, devoid of all pain as they meditate. Nghĩa là nhìn những vị khách khác đang nằm thanh thản trong đất, bỏ qua mọi nỗi đau nếu họ thiền định. Thiền định là một hành động giúp dịu tâm, giải thoát bản thân khỏi những phiền não tinh thần, hay nói cách khác là thanh lọc cơ thể. Thế nhưng nếu các bạn để ý câu trên, nhìn những vị khách khác đang nằm thanh thản trong đất, câu trên có ẩn ý gì? Theo giả thuyết của mình, câu đó ám chỉ những người đã chết, vì theo mình biết chẳng có ai lại thiền định khi đang ở dưới đất cả. Đây là một manh mối khá quan trọng trong việc đánh giá xem level 14 là một level như thế nào. Trên trang wiki của The Bike Room, mình còn tìm thấy một bản ghi chép về một cuộc phỏng vấn giữa người của MEG, phóng viên Solomon Meyer, và một người ở level 4, Theo Lin. Cuộc phỏng vấn khá dài và có thể tóm tắt như sau. Phóng viên Meyer bắt đầu hỏi một số câu hỏi về danh tính của Lin, nhưng Lin chỉ trả lời một cách tưởng dưng và không nghiêm túc. Thế nhưng Meyer vẫn kiên trì hỏi về những thứ liên quan đến level mà Lin đang ở. Nhưng tất cả những gì Meyer nhận được là những câu trả lời khó hiểu, như về tâm trí, như hạnh phúc, như thiên đường. Và thậm chí
Lynn từ chối những câu hỏi liên quan đến lối thoát của level 14, còn cố gắng mời Meyer đến level 14, mặc dù chẳng ai biết cách để đến được level 14 là gì. Cuối cùng là lời nói của Lynn: chỉ có điều là chúng tôi đã vá lại cái lỗ đó rồi. Bạn có thể yên nghỉ mà không có ai có thể chạm đến nỗi đau của bạn. Chúng tôi sẽ giữ cho bạn an toàn. Ngay lập tức, buổi phỏng vấn kết thúc với không ít những câu hỏi được đặt ra rằng chuyện gì đã thực sự xảy ra trong level 14. Sau đây, mình đã đặt ra 3 giả thuyết mà mình cho là hợp lý nhất. Những giả thuyết này có thể sẽ có phần không hợp lý, nhưng đây là 3 giả thuyết mà mình nghĩ là ổn nhất rồi. Giả thuyết đầu tiên, level 14 là một level hoàn toàn an toàn. Chắc chắn một số bạn sẽ thấy mâu thuẫn trong giả thuyết này, nhưng mình tạo ra giả thuyết này nhằm đối chiếu lại những lập luận của mình đã nêu trên để tạo ra các giả thuyết khác hợp lý hơn. Theo giả thuyết này, nơi đây có lẽ đúng là một nơi an toàn, chỉ là nó có lẽ quá đẹp đẽ. Thế nên những người đến đây bị choáng ngợp, bị ảnh hưởng tiêu cực đến mức tâm trí bị loạn đi, thậm chí khiến cho những người viết thông tin về level 14 cũng phải choáng ngợp mà viết vô thức những câu từ khen ngợi về level này. Nhưng sau cùng, đây là giả thuyết kém thuyết phục nhất trong 3 giả thuyết mình đã đặt ra. Giả thuyết thứ hai, level 14 là một level nguy hiểm, có khả năng tác động đến tâm trí con người một cách mạnh mẽ. Theo giả thuyết này, thì level 14 là một level cực kỳ nguy hiểm, được đánh giá ở cấp độ sống sót là 5, có khả năng thay đổi và điều khiển tâm trí con người, khiến cho những con người đến đây trở thành một phần trong level này và sẽ tìm mọi cách để lôi kéo những người khác vào level này và thờ phụng nó, còn những kẻ chống đối sẽ phải chết. Đây là một giả thuyết khá hợp lý với những gì mình đã lập luận ở trên, nhưng nó cũng chỉ hợp lý theo phương diện là những lập luận mà mình đã đặt ra thôi. Giờ chúng ta sẽ đến với giả thuyết thứ 3. Giả thuyết thứ 3, level 14 là một level bình thường nhưng đã bị tác động bởi một thế lực nào đó. Với trường hợp này thì level 14 có lẽ đã bị chiếm hữu bởi các thực thể chưa biết đến, nhưng chúng có khả năng điều khiển tâm trí con người và biến họ trở thành con tốt để lôi kéo nhiều người khác. Có thể là xây dựng một thế lực để có thể thực hiện một âm mưu mờ ám nào đó. Nhưng sau cùng, tất cả cũng chỉ là giả thiết. Và các bạn nghĩ xem điều gì thực sự đã xảy ra trong level 14. Các bạn có thấy video này hợp lý không? Nếu các bạn thấy bất kỳ điều gì hợp lý hoặc bất hợp lý trong video thì hãy comment bên dưới để mình biết nhé. Cảm ơn các bạn đã xem video này. Tạm biệt và chúc một ngày tốt lành.